Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam ghi nhận 578 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với 6,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây là những tín hiệu khả quan, mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp điện tử Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch. Mới đây, tại Diễn đàn Điện tử Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và nhà tổ chức triển lãm Arik Chadek đã ký kết thỏa thuận hợp tác dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp 2022 trong khuôn khổ chuỗi sự kiện triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 2022 tại Hà Nội. Tại diễn đàn, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có khoảng hơn 900 doanh nghiệp công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ với sự đầu tư bài bản trong chuỗi sản xuất. Điều này đã giúp công nghiệp chế biến chế tạo linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022. Công nghệ bền vững, tiêu chuẩn xanh là những yêu cầu mới cho các đơn hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Tại diễn đàn, các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp đã chỉ ra những yêu cầu mới và giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp điện tử mở rộng sản xuất, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của thị trường và kiến nghị chính phủ có thêm hỗ trợ cho doanh nghiệp về ngân sách đào tạo, nâng cao công nghệ sản xuất điện tử cũng như cập nhật những tiêu chuẩn mới của thị trường để doanh nghiệp điện tử Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.